đấy. Nếu mà với cái lãi suất 2.000 một triệu là giá tình thương, tình cảm. Đấy. 2.000 một triệu trên ngày nhá, đấy là giá ngoại giao đấy, còn 3.000 một triệu thì lãi nhiều lắm. Lỗ nhiều, lãi giờ lên 100 triệu thì lãi. Rồi, một chiếc Future 2022. Con này em nghĩ là bán rồi, có hơn 1.000 vạn cây. 33 nhé. Vạn mốt. Anh Minh Khánh. Ok, bán cho Minh Khánh luôn. Bán luôn, gả chồng. Ra Giang Trần đốt vía. Đấy, Minh Khánh thì nếu mà có bản lĩnh cưới em nó xong luôn. Bán luôn. Tầm này thì quan trọng gì. Còn duyên thì kẻ đón người đưa. Hết duyên thì ông lão cũng vơ làm chồng. Lão cụ 80 vẫn cứ phải cũng xong cũng phải lấy cụ đấy. Giờ chỉ nhá, ngồi ở không ở vậy cũng được đấy. À vậy còn hơn đấy. Cứ ông tầm 7 75 7 75 sau 7 75 77 là cũng xong. Về ông mém. Quan tâm vấn đề ông quan tâm đấy. Vô bài thôi, về anh nuôi. Rồi anh em nào chốt con Garrix thì liên hệ trực tiếp số online bên em nhá, bán ra 34 triệu đồng. Ok anh em, 2018 đấy ạ. Một chiếc Future 2022 người chạy 1 vạn mốt ạ, biển 29P194927. Con này em nghĩ là bán rồi mà sao vẫn còn nhỉ? Bản LED nha anh em nhé, bản 2022 đây. Xe rất là đẹp luôn ạ. Anh em miền Nam rất là thích những dòng xe đời này. Anh miền Bắc cũng thích. Anh em mà các cô, các chú hoặc các anh em đậm người chung chung tuổi một xíu đi, những dòng này rất là đẹp. Cóp rất là rộng. 2022 21.3 triệu. Lên anh em 2.5 triệu một con Future 2022. Cháu nó mua 1 vạn mốt. Bản đèn LED. Sơn zin máy zin. Bằng giá một con xe GX nha anh em nhá. Dòng này bản số bi, nếu anh em anh miền Nam thì rất là thích cái dòng này. Về máy nó vẫn máy ngày xưa, rất thích nhá. Đây là cái máy bi nhá này. Số bi nhá, chạy nhà lắm anh em ạ. Số bi nó nổ nghe này, số nó bi gọi là số quá nhẹ này. Đấy. Đấy. Và cái số nó nảy, số. Tên nó là số bi anh em ạ. Nói chung là nhẹ lắm, cái số này nó gần như là không vào số luôn. Đấy. Đấy em, miền Nam rất là chuộng nhá. Bản 2022. Đen sần. Đen LED. Lốp còn theo xe. Lốp em chẳng còn đâu. Lốp còn đấy ạ. Lốp còn theo xe. Cứng lắm, lốp cứng lắm, để kiểm tra ra nó là chỗ nào. 507 anh em đang xem một bếp này. Nguyễn Vĩnh, Vĩnh Nguyễn. Đây anh Ngô ơi. Tuần thứ 2 năm 2022 đây. Đấy, tuần thứ 2 năm 2022. Sinh nhật nó đi rồi, nhốt tiếp, hoàn thành. Bản 2022 nhá anh em nhá. Đấy, xe chạy có 1 vạn mốt thôi, xe rất là cứng cáp, mới. À, lốp của zin theo xe, rất là đẹp luôn, anh em nào quan tâm. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe Dream hàng vừa tiền ấy ạ. Thôi dành cho anh em nào xe đẹp, hôm nay hơn 60 rồi. Trường thời đi ít quá, thị trường Hà Nội ít quá. Lâm nhá, đắt hơn chục quá, ít quá. Thôi, cứ quay vòng đi. Vâng, một chiếc Winner V1 đời 2018 màu đen vàng cho em. Đấy, xe anh em nhìn đồ rất là cứng cáp đúng không ạ? 17 Thái Bình. Rồi, sơn nhũ mã đều cứng cáp đây. Ốc trụng vẫn còn zin, chưa phải bán tỉa. Đấy, được ba sạch sẽ thôi. Đấy, ra máy, ra côn, ra điện vẫn còn zin. Anh em ông quay gần cho cháu cái củ này. Đẹp này, 2018 luôn nha anh em nhá. Cái chân trống này thì anh em có bán tỉa. 16.500 nhá. Vâng, đây, 2018. Để em 16.500, giá gần như là nó là một chiếc tàu quay. Nó là mẹ hàng chất lượng, giá này vô cùng yêu thương. Biển 17B8-29439. 16.5, sơn zin máy zin. Máy móc khi thầm mùa xuân, đây lốc máy này đẹp này. Sơn thì mình có tỉa rồi nhá. Sơn có tỉa rồi. Để đổ. Tăng cam em ơi. Khi tăng cam thôi. Cái này là sao họp được này đâu chứ. Cái này nó bảo nó phải nổ máy, nó kiểm tra sao nó đi thử sao. SH vừa xong 32 triệu anh An Điệp ơi. Đúng rồi anh Đức ạ, giá lợn chết. Hơn 16 triệu một chiếc xe. Lâu chưa, con này lâu chưa? Cái này làm rồi, lấy chuyên tầng của nó. Bảo nó tăng cái cam đi, xong rồi máy này mà nó cho duyệt. Phạt cho họp 200 con này. Phạt 2 lít. Rồi nó đi câu, tối đi câu được với cá chép, bán thì nó mẹ tiền đèn xe quá tội. Làm cái gì nó chỉ một việc thôi, làm sao là hết việc. Máy này mà nó duyệt cho. Thôi trùng cam nhá.
Chúng ta hay làm cái à 200 nhé, ghi lên đấy cho anh. Xe cả xe ngon lành, có trùng cam mình tăng lên tí hoặc thay sợi cam cũng đáng bao nhiêu, 200-300. Mình có kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng, tối đi câu suốt ngày, đi câu cả mấy chục cân cá, tạ cá. Ai nó sát cá thật. Tiền phạt quá tội. 2018 nha anh em nhá. 2018 giá bán ra có 16.500.000 thôi. Rồi tiếp theo cũng là một dàn con tay dành cho anh em. Có tiện thợ bổ máy không? Nhiều đam mê. Anh em có gì inbox nhá. Trường Sơn con đấy nó kêu trùng cam thôi. Máy móc côn cơ không vấn đề gì. X-Size 135 bên em có luôn. Đây là X-Size 150 anh em nhá. Bản GP màu xanh. Đấy, ông cho cháu xin một vòng. Bên mình cho tất cả những cái xe bán ra là bắt buộc các bạn ấy sẽ phải gửi test lại từ lần cuối. Mình thấy thì cả ấy chắc là buồn ngủ quá nha. Mình cứ lai mình phạt thế thôi. Vâng, xe dọn sạch sẽ ngon lành kinh đá rồi. Chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề anh em ạ. Nói không ai nghe được. Vâng. Nói không gì có ai nghe. 50. Không nói mồm ông. 2016 mọi người nhá, biển Hà Nội ạ, 29S6 49828. Con này. Rẻ 1 triệu. 19 triệu nha anh em nhá. 19 triệu. 8 triệu. Lên mâm đẹp đẽ rồi đấy, mình cứ quay hình thức xong bắt đầu mình nổ máy. Mình test luôn cái gì cả mà chưa được mình cho xử lý luôn. 19 triệu đồng, 2016 bản côn tay. Đấy tính ra nhá, tức là giá thợ mua phụ tùng nhá. Hết gần 1 triệu rồi. Mà nhá mình bán này lên được hơn 2 triệu thôi, tiền công, cả tiền công từ mua ông bê mâm, bê xong bê nồi nhá. Không được bao nhiêu đâu. Có anh Hà Nguyễn ơi. Lên 4. Đỗ Văn Lợi 1986 Phúc Lộc Hồng Kỳ Sóc Sơn Hà Nội. Đấy mình mất tiền sửa của mình đã mất hơn 800 rồi. Mình cộng hơn 2 triệu thôi. 19 triệu đồng anh em nhá, 2016 máy zin. Máy chắc, úi trời máy chất. Vì riêng cái tiền riêng anh em đi vào hãng vào quán sửa chữa xe máy anh em ạ. Anh em thợ sửa chữa bỏ ra 1 triệu tiền đồ thì ít nhất là anh em nó phải tính cho khách 3 triệu. Anh em thật đây cũng nói nó rõ luôn. Ít nhất phải 3 triệu. Đấy, nhưng bởi vì chưa nói công. Đây mình đây cũng thế thôi, mình buôn bán thì nó là làm nghề. Nó là làm nghề anh em ạ, trông thôi nó cả một con xe để nó lên thế. Mẹ con này ngon thế nhỉ. Máy ngon, xe chất thế. Mẹ khả năng mẹ vào trong có mùi đấy. Mẹ con nổ lai đây mẹ nổ máy là mùi đấy. Lai trong nhà ngồi nó mùi đấy. Lai đây nó mùi đấy. Đấy một đầu em nghe tiếng nổ nha, anh em cảm nhận tiếng nổ này. Được anh Minh nhá, được. Ở đây máy móc mình chưa không làm gì đâu, chỉ dọn qua hình thức thôi. Ok, anh phải đánh. Đấy, máy này đôi lốp mới tinh. Đôi lốp còn đẹp. Đấy, anh em mà mua cái xe bây giờ, anh em nếu mà mua xe 16-17 triệu về dọn chết. Mình đây mình dọn hết rồi, tất cả mọi cái lên mâm nhé. Mà mình quán sửa chữa xe máy mình thì nó là làm nó là đẳng cấp rồi. Nó là đẳng cấp nhất rồi, không có gì nữa mà nói là độ để mông má rồi là lại làm dọn. Chỉ có đẹp xe thôi nhá. Nói không chất tẩy rửa nhá, nói không với acid loãng. Anh em lưu ý là những anh em buôn ô tô hoặc buôn xe máy nên hạn chế cái chất vim mà tẩy toilet ấy, đừng có dùng, hạn chế dùng anh em à, mốc hết xe đấy, hỏng hết xe. Nhà mình nói không với chất tẩy rửa, nói chỉ có xà phòng nhá. Còn lại acid loãng là một chất tẩy rửa là mình không dùng, không bao giờ cho động vào xe nhà mình. Vì rồi, liên quan đến nhiều lúc mua bán thời gian là mình bán lại ấy, nhiều xe. Tại sao xe nhà mình anh em mua về đến khi về đi nó càng ngày càng đẹp ra. Thế nên nó không thể xấu đi được.